Thì đặt vấn đề tăng sinh lực tính tiểu lượng tuyến là một bệnh lý thường gặp ở nam giới lớn tuổi và triệu chứng đường tiểu dưới loose và cái rối loạn chức năng tình dục có mối tương quan thuận với nhau và được xem là một trong những khía cạnh quan trọng trong điều trị bệnh. Và dạng alpha là nhóm thuốc hàng đầu trong điều trị loose. Amoxicillin cùng lúc cải thiện được triệu chứng loose và chức năng tình dục, đặc biệt là nhóm rối loạn phóng tinh. Tuy nhiên, các nghiên cứu của Việt Nam vấn đề này còn hạn chế và mong muốn có những cái số liệu ban đầu thì nhóm mong thực hiện nhằm mục tiêu thứ nhất là đánh giá sự hiệu quả của Amoxicillin lên sự thay đổi triệu chứng từ đường tiểu dưới và chất lượng cuộc sống và đồng thời là thay đổi chức năng tình dục ở những bệnh nhân tăng sinh lành tính đến đường tiểu sau điều trị 12 tuần. Thì đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu mô tả hàng loạt ca có ca nghiệm lâm sàng với đối tượng gồm tiêu chuẩn chọn bệnh và tiêu chuẩn loại trừ và phương pháp nghiên cứu tối thiểu là ba lần lâm sàng xét nghiệm và các thang điểm. Thì đối với tiêu chuẩn chọn bệnh đó là bệnh nhân nam 40 tuổi với cái EPSS lớn hơn bằng 8 và quan điểm chất lượng cuộc sống quality of life lớn hơn 3 và mong muốn hoạt động tình dục ít nhất là một lần trong 4 tuần có giao hợp, vuốt ve, mơn trớn hay là thủ dâm. Về triệu chứng cái tiêu chuẩn loại trừ bao gồm có tiền sử suy gan thận và không đủ điều kiện đau thắt ngực không ổn định có nhiều cổ đường tiểu đang hoạt động hay là viêm ung thư tiền liệt tuyến hoặc là bệnh thần kinh bàng quang đang sử dụng thuốc chế PDE5 thì sẽ lấy số liệu các xét nghiệm về lâm sàng các xét nghiệm bộ câu hỏi EPSS, IE5 và MSHQ và khám lần 1 là 1 tuần, 4 tuần và 12 tuần lấy các số liệu theo cái phiếu điều tra đồng thời điều trị bằng amoxicillin 10 mg một ngày thuốc uống vào lúc 20 giờ thì kết quả đặc điểm chung của bệnh nhân thì tuổi trung bình là khoảng 75 cộng tiếp 33 cộng trừ 9,15 bệnh hay gặp đó là tăng huyết áp chiếm khoảng 47% các quan điểm EPSS quality of life hay là MSHQ lấy tham điểm phóng tinh và điểm hài lòng IF5 và WIMAS thì chúng ta chú ý rằng đó là rối loạn chức năng tình dục là vấn đề thường được quan tâm của nam giới lớn tuổi có đến khoảng 2 phần 3 bệnh nhân có LUTS vẫn hoạt động tình dục bình thường và mặc dù vẫn có rối loạn cương hay rối loạn phóng linh với tỷ lệ lần lượt là 65% và 63% cái sự cải thiện về ở tuần thứ tư và tuần thứ 12 so với chỉ số ban đầu của các thang điểm MSHQ, rối loạn phóng tinh và rối loạn sự hài lòng EPSS quality of life thì chúng ta thấy có một sự có cái biên độ cải thiện sau 4 tuần với rối loạn phóng tinh là tăng lên 4,55 điểm, sự hài lòng là tăng lên 4,77 điểm, EPSS là 12,33 và quality of life là 2,39 thì có sự tương đồng giữa thang điểm trung bình của ba thang điểm với MSHQ rối loạn phóng tinh và sự hài lòng EPSS quality of life tăng lên sau 4 tuần điều trị và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đồng thời là các triệu chứng này là tăng nhanh trong 4 tuần đầu tiên sau đó là tăng chậm trong những tuần tiếp theo cho đến tuần thứ 12 theo nghiên cứu của chúng em và sự cải thiện về chức năng cương sau 12 tuần so với cái trị số ban đầu với thang điểm IEF5 thì gồm có không rối loạn cương nhẹ, rối loạn trung bình, nhẹ, trung bình và nặng. Thì ta thấy rằng sau 24 tuần thì trị số rối loạn cương nặng và trung bình giảm xuống trong số trường hợp mà không rối loạn và rối loạn cương nhẹ tăng lên và rối loạn cương nhẹ và trung bình nhẹ ở tuần thứ 12 tăng lên và chiếm 92,2%. Và bàn luận thì theo Marsan 7 nghiên cứu trên 7 quốc gia với 14.254 nam giới từ độ tuổi 50 đến 80 tuổi cho thấy một nhu cầu về đời sống tình dục vẫn còn đóng vai trò quan trọng đối với nam giới lớn hơn 50 tuổi và lúc và chức năng tình dục có mối tương quan khá chặt chẽ là và nó có yếu tố độc lập với tuổi già cần thiết phải điều trị rối loạn tiểu nếu muốn cải thiện đời sống tình dục ở nam giới và trẻ pha được lựa chọn đầu tiên hiện nay tamsulosin và amsulosin là hai loại thuốc thường được sử dụng
trong đó tamsulosin và silorosin thì tỷ lệ cao hơn về rối loạn chức năng xuất tinh, trong đó không tinh ngược và giảm thể tích tinh dịch. Còn amphotericin thì có cái tỷ lệ mà rối loạn cương thấp hơn. Và điều trị LUTS bằng amphotericin và cả tamsulosin đều cho thấy cái hiệu quả về chức năng tình dục của bệnh nhân lớn tuổi. Thì amphotericin đồng thời cải thiện triệu chứng đường tuyến dưới và rối loạn phóng tinh, cải thiện cái chất lượng cuộc sống, quality of life của bệnh nhân. Với LUTS thì giảm nhanh trong 4 tuần đầu tiên và giảm chậm những tuần kế tiếp. Amphotericin làm thay đổi cái điểm EPSS quality of life và có ý nghĩa về thống kê sự cải thiện về chức năng tình dục trên cả chức năng cương và chức năng phóng tinh. Mức độ hài lòng của bệnh nhân cũng được cải thiện, tuy nhiên là dù rằng thì số lần và hoạt động tình dục có giảm đi chút ít. Điều trị amphotericin 10mg một ngày sau 12 tuần cho thấy cái tình trạng đi tiểu tốt hơn của bệnh nhân với điểm số EPSS và quality of life được cải thiện và cải thiện chức năng tình dục với điểm số MSHQ và IDF5. Dạ, em xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô với anh chị đồng và các bạn đồng nghiệp. Thì bài nghiên cứu đây cũng là lần đầu tiên em tham gia cái hội trường về năm khoa, thành ra là sẽ có rất là nhiều cái sự chập chững, nên rất mong nhận được cái sự góp ý cũng như là chia sẻ cũng như là hỗ trợ của quý thầy để em có thể được hoàn thiện hơn cái bài nghiên cứu của mình. Và cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy, quý chị ạ. Các em đã rất tốt thôi. Trên tinh thần là bắt đầu các bạn mới, thầy sinh nói là đây là cái báo cáo của toàn quốc thì cũng cần phải rất là phải trân trọng, nhưng mà cũng hội cũng rất là ủng hộ các cái báo cáo của các thành viên mới. Sự nghiên cứu nào cũng đều có cần phải làm gì thì làm, cũng phải có cái sự, không ai có hay từ đầu cả, chúng ta đều phải có cái sự chuẩn bị. Và nếu như mà mình chuẩn bị tốt thì mình sẽ báo cáo tốt, mình có cái khiêm tốn thì mình cũng sẽ thành công thôi. Khi là em thành công thôi. Xin cảm ơn các bạn trong tay đồng chí hội trưởng, có ai có ý kiến gì về đề tài này không ạ? Chúng ta mong là sôi nổi một chút, nên năm học thì chúng ta làm nhiều rồi mà. Thì xung quanh mà cái điều trị thuốc ức chế cái thuốc mà chạy alpha mà điều trị thì cái bệnh suy giãn tuyến lành tính có rất nhiều các cái hoạt chất, nhưng phải nói là cái hoạt chất androgen nó trong cái điều trị về rối loạn tiểu và trong cái vấn đề cải thiện về tình dục thì là không riêng gì em mà các cái nghiên cứu khác trên thế giới đã được đánh giá rất cao về cái số thuốc này. Bởi vì cái tamsulosin hoặc là cái sản phẩm cũ khác thì là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí một số trường hợp là còn gây ảnh hưởng đến cái xuất tinh và khó xuất tinh cho bệnh nhân. Nhưng với riêng về tamsulosin thì được nhiều những cái nghiên cứu thế giới để ủng hộ. Cái đề tài của em là nó cũng đi theo xu hướng chung của thế giới thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng cái là mình làm thế nào đó thiết kế nghiên cứu cho nó chính xác hơn để nó có cái bằng chứng nó rõ ràng hơn. Cái tổng kết của em nó hơi sơ sài quá, ngay cả cái thiết kế nghiên cứu về cái cộng mẫu này, về cái phương pháp xử lý số liệu này và cái chọn cái bảng hiệu thuật chuẩn tốt vào thì nó mới rõ ràng hơn. Thế còn nếu như mà chung này thì mình chỉ là nhận xét về cái thuốc này thôi, đúng không? Tốt nhất về sau này có thể em làm thêm placebo nữa để đánh giá thêm nào. Chúng ta có hỏi gì nữa không ạ? Thôi, đây là báo cáo. Từ bổ sung. Em là học trò thạc sĩ như thế này. Dạ, cảm ơn quý thầy với những góp ý của quý thầy ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Đinh Thị Phương Hoài, hiện là bác sĩ nội trú trường Đại học Y Dược Huế. Thì em đang học thạc sĩ với lại là bác sĩ nội trú ở trường
là đội giờ học thạc sĩ là 2 năm, sau đó thì là học thêm 1 năm nữa rồi ra trường đúng không? Ok. Đúng rồi, tốt thôi. Tiếp theo đến cái đề tài báo cáo của quý vị.